Chưa đến một củ khoai cho một chai nước hoa với tông mùi hoa hồng. Và đương nhiên đây là một sản phẩm dành cho nữ. Và câu hỏi ở đây, ngay sau khi nghe mình vừa nói như vậy, các bạn sẽ có một thắc mắc rằng mùi có ra gì không? Chắc lại Trung Đông chứ gì? Trung Đông thì lại nồng với gắt rồi lại cologne chứ gì? Thì cũng có cái đúng, nhưng mà sẽ có những cái mà chúng ta phải nhìn nhận lại. Và Trung Đông thì nó cũng có khá là nhiều những cái hướng làm khác nhau. Và Al-Haramain đối với mình nó là một trong những cái nhà Trung Đông nhưng làm những cái mùi nữ khá tốt. Và trước đây thì cũng đã có review một vài con của nhà Al-Haramain rồi, như là con Ruby và kể cả con Blue. Đều là những cái con clone mà mình đánh giá là ở cái mức độ gọi là synthetic của nó không quá nhiều, hay là nhiều người nói rằng là cái nét đặc điểm của Trung Đông của nó đã được giảm bớt xuống để có thể phù hợp với đa số những người dùng cơ bản hơn. Và ngày hôm nay thì trên tay mình đây, đó chính là Rogue với một cái thiết kế rất hay ho. Và cùng xem nó có gì đặc biệt mà lại được xuất hiện ở trong video này. Vâng, tên đầy đủ của em trên tay mình đây đó là Rogue trong cái line Aventry của Al-Haramain. Các bạn có thể nhìn thấy một cái thiết kế màu hồng trông chắc chắn là dành cho nữ luôn. Trên bàn của mình đây còn có một vài con nữa như là con Gold màu vàng và một cái phiên bản clone của con Creed Aventus. Nhưng cái lý do mình không làm con này vì đã khá là lâu. Mặc dù mình biết rằng nếu như mình làm nó thì chắc chắn là nó cũng sẽ được nhiều view, tại vì nó là phiên bản clone của Creed Aventus, ông vua nước Hoa Nam. Nhưng thực sự thì với cá nhân mình nó không xứng đáng lắm để được cho vào hàng ngũ gọi là top 1 của những con clone tốt của Creed Aventus. Nên là ngày hôm nay sẽ chỉ nói về Al-Haramain thôi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây có một cái thiết kế bo góc như thế này. Đó, ánh sáng nó sẽ rõ hơn để các bạn nhìn. Cá nhân mình thì thấy thiết kế này nó khá lạ mắt khi mà chúng ta thấy có một đoạn thủy tinh nó hở ra ở đây để các bạn có thể soi được cái lượng dui và cái màu dui ở trong. Nhưng có một cái mà mình hơi kiểu lấn cấn một tí khi mà đây là một chai nước hoa cho nữ nhưng mà lại làm bo thành sát cạnh rất nam tính, thậm chí là nhìn nó khá là cứng cáp mà kiểu khỏe khoắn, nhưng cái màu của nó thì lại... Anh em hiểu ý tôi chứ? Kiểu hay là đẻ lười in cái làm cái phôi mới để làm nguyên lai cho nữ, nên là tranh thủ làm cả nam lẫn nữ vào chung với nhau. Nên là cá nhân tôi thì tôi thấy là thiết kế này dành cho nữ mà để bày thì trông nó hơi cục xúc một tí. Còn về cái phần vòi xịt, tại vì hôm trước thì có nhiều ông bảo là tôi phải review cả phần vòi. Đây vòi nhá, đây là cái máy này nó sẽ zoom rõ này. À. Ui. Vòi ổn, vòi rất là ổn nhá, vòi xứng đáng tầm tiền, tầm lăn quanh một củ thì vòi này quá là hợp lý rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với phần mùi hương. Cái này là một cái chắc chắn rất quan trọng. Thì con này nếu như một vài bạn nào mà quan tâm cái line Laventry của nhà Al-Haramain thì các bạn cũng đã nghe tới đây là một chai nước hoa clone của chai Perfume de Merlin de Lina, đúng không? Ngoài ra thì còn có vài con clone như kiểu Abnant Souvenir, hay là thời gian gần đây thì nhà Amat có ra một con là Club Imperial. Và con đấy thì mình sẽ chia sẻ sau đến các bạn, hoặc là mình sẽ chia sẻ bên nền tảng TikTok để các bạn có thể dễ dàng nắm được hơn. Nhưng với cá nhân mình có lý do để review con này vào thời điểm này, tại vì chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một trong những lựa chọn mà mình sẽ cho xuất hiện ở trong list nước hoa giá rẻ dành cho nữ vào mùa hè năm 2023. Nghe có vẻ khá hay ho, tại vì trước đây mình đã review con Perfume de Merlin de Lina rồi, và mình nói rằng là con đó nó sẽ phù hợp với cái thời tiết văn phòng và nhiệt độ nó không quá nóng, nhưng con này lại cho vào list hè. Nó có lý do hết đấy. Đầu tiên thì khi mà các bạn vừa mới xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy mùi của những cái quả kiểu berry, kiểu red berry, strawberry. Nhưng mà nó không chỉ đơn thuần là mỗi cái chất ngọt kiểu khi mà dầm những cái quả juicy này ra, mà đơn giản ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự hơi lấn cấn
và nó như kiểu là có cái vị hơi chát chát từ những vỏ của quả đấy. Nghĩa là khi mà nó dầm ra nó chưa được lọc riêng cái phần nước và cái phần vỏ ra với nhau. Hay là những bạn nào mà có uống cái đồ kiểu strawberry ở cái quán Laika cà phê thì các bạn thử uống cái món đấy, nó sẽ có những cái quả đi kèm để các bạn ăn. Thì khi các bạn ăn cái quả đó thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái vị rất là mọng nước và cái vị kiểu hơi chát chát nhẹ đến từ cái phần vỏ của những quả này khi các bạn cắn ra nó vỡ ở trong miệng. Thì cái phần top note của em này nó sẽ ra một cái bay mùi như vậy. Và ngoài ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi hơi hướng kiểu nồng nàn khá là đặc trưng của những cái chai nước hoa phương Đông. Và cái nét này nó cũng xuất hiện ở Delina luôn. Nên là với cái phần top note của chai nước hoa này thì cũng không khó lắm để chúng ta nghĩ ngay tới hình ảnh của Delina. Nhưng ở cái phiên bản này thì mình đánh giá rằng nó là một cái chai nước hoa nó có cái xu hướng làm cái bay mùi kiểu berry nhiều hơn so với con Delina. Và phải mất một cái khoảng thời gian ít nhất là tầm 20 phút thì các bạn mới bắt đầu thấy được rằng là mùi hương này có sự biến chuyển. Lúc này ấy, thì cái nét chan chát nó sẽ nhẹ dần xuống và một cái mùi hồng xuất hiện. Hồng ở đây kết hợp cùng với cái vị của những quả berry kết hợp hòa quyện với nhau, nó mang tới một cái mùi hương có phần khá là nữ tính, hơi bánh bèo tiểu thư nhẹ một xíu. Và ở trên da mình ấy, thì ở cái khoảng giữa này, cái sự kết hợp này nó còn có một cái nét hơi xanh xanh. Và khi dry down ở trên da ấy, thì cái mùi của những quả berry như là biến mất, nó trở thành một cái mùi hồng vô cùng mềm mại. Và những cái mùi hồng ở đây thì nó làm mình nghĩ tới những cái bông hồng mà nó không phải là ở được mọc ở ngoài vườn đầy nắng, mà những bông hồng ở đây nó được cắm ở trong những cái căn phòng với những cái đèn nó hơi tối kiểu Trung Đông một tí. Những cái kiểu căn nhà kiểu Ấn Độ nó cắm những cái mùi cắm những cái bông hồng. Và ngoài cái mùi hồng ra thì mình có nhận thấy một cái bay mùi kiểu rất đặc trưng, có thể là một chút đến từ da thuộc hay là kiểu một chút kiểu trầm hương xuất hiện ở trong này. Nhưng mà theo như những cái gì mà tôi nhìn ở đây thì gần như rằng là nó không có, mà chỉ có một cái bay mùi ở đây họ ghi rằng là amber và musk thôi. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy là nó có một cái nét xuyên suốt từ những nhà Trung Đông như kiểu Ahmad hay là như kiểu Anharaman rồi Abden, nó đều có một cái nét này. Nhưng mà với cái những cái con clone mà mình đã từng trải qua của cái Delina của Perfume de Merli thì với Row này của Anharaman mình lại đánh giá nó là một cái phiên bản dễ dùng nhất và dễ tiếp cận hơn. Và nếu như bạn nào đã từng xem con Perfume de Merli Delina mình đã review và nó sẽ hiện link đâu đó ở trên này, thì các bạn sẽ thấy một cái điều rằng là mình có nói với con đó, nó có một cái cảm giác gì đó nó rất là đầy đặn và cảm giác là mùi nó có xu hướng dậy. Thì con này nó vẫn cũng sẽ có cái nét đó, cái nét đó là làm chúng ta nghĩ tới những cái chai nước hoa của Trung Đông. Còn souvenir của Abner thì thực sự là nó khá là dày, cái nét patchouli cùng với những cái nét xạo làm quá là dày. Nhưng mà với mình thì mình có cách đây tầm 2 năm rồi và mình cũng không review với các bạn. Còn ngoài ra thì Club Imperial cũng là một con đấy, nhưng mà về sau thì nó lại có cái xu hướng đi khá là khác so với Delina và so với cả con Row của Anharaman. Và cái mùi hương này khi mà còn lại đọng lại cuối cùng ở trên da mình và mình phải đưa tay lên ngửi thì mình mới nhận thấy rằng lúc này nó trở thành một cái tông mùi xạ sạch sạch, ấm ấm và rất đặc trưng. Thì lúc này đúng như kiểu như những cái bảng thành phần họ ghi ra ở đây, đó là amber và musk. Ngoài ra thì nó không còn gì cả, hồng lúc này thì nó cũng không còn tồn tại nữa. Hồng nó chỉ duy trì ở tầm 5 tiếng, tầm 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng ở trên da thôi. Và hồng sẽ chủ đạo lên cùng với những cái nét berry ở đây. Và khi mà amber nó lên rõ thì gần như là hồng nó sẽ mất hoàn toàn. Và nếu như hỏi mình rằng đây có phải là phiên bản clone tốt của Perfume de Merli Delina không, thì câu trả lời rằng nó chỉ được khoảng tầm 50-60%, đặc biệt rằng ở phần top note cho đến khoảng tầm 2-3 tiếng. Còn sau khi mà ở trên da lâu và trở về cái bay mùi chính thì con Row của Anharaman Laventry nó lại sang một cái xu hướng khác. Và cái mùi hương này thì đánh giá rằng nó có xu hướng mỏng hơn Perfume de Merli Delina. Và đó là cái lý do mà mình định cho em này vào list nước hoa mùa hè dành cho nữ. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái phần hiệu năng của em này. Nói thật là những cái con clone của
những cái nhà nổi tiếng như là Leighton, như là Quid Aventus, hay là những cái con như con này, thì mình cũng sẽ không đề cập quá nhiều về phần mùi, mà sẽ tập trung vào những cái hiệu năng của, kết hợp cùng với cái giá thành, để các bạn có được một cái nhìn nó rõ rệt. Tại vì khi mà được mang tiếng là clone và lấy cảm hứng rồi, đặc biệt là mấy ông Trung Đông nữa, họ làm rất là giống, nên là những cái yếu tố khác mà chúng ta cần quan tâm, mà đôi khi những cái phiên bản gốc nó không làm được, thì cái con Anharaman Laventry Row này trên da mình nó lưu được khoảng tầm 6 cho đến 7 tiếng. Đây có thể không phải là một cái hiệu năng quá tốt cho một cái phiên bản clone, trong khi Delina của Perfume de Merlin, dù là bản thường hay là bản exclusive, và gần đây thì có phiên bản La Row, là một cái phiên bản mình cũng khá thích, thì thời gian tới mình cũng sẽ cố gắng làm cái phiên bản đó. Tại vì mình thấy rằng phiên bản đó là một cái phiên bản siêu 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 nữ tính và dành được rất hợp với cái mùa hè ở Việt Nam, và đặc biệt là rất hợp với đa phần những bạn nữ ở Việt Nam. Nhưng mà con đấy thì thôi, sẽ nói sau nếu như mượn được, chứ không dám hứa vội đó. Thì cái phiên bản này, nó cái phần riêng cái phần độ lưu có vẻ không phải là tốt lắm, và cái phần độ tỏa của nó thì nó cũng chỉ khoảng tầm nửa cánh tay thôi, và cái khoảng nửa cánh tay này nó sẽ lưu khoảng tầm giữ được khoảng tầm 3 tiếng ở trên da, và sau dần dần nó sẽ thu hẹp dần. Thì với cá nhân mình, chai nước hoa này để mà nói rằng là hiệu năng của nó so với perfume đầy Lina thì nó có phần bị kém hơn, đó là một cái điều khá đáng tiếc. Đặc biệt là mấy ông Trung Đông nữa, chúng ta đã mong chờ nhiều ở độ bán tỏa, nhưng đây lại là một cái yếu tố đổi lại để các bạn có thể xài được mùi hương này vào mùa hè. Đặc biệt là ở cái khoảng, có một cái khoảng thời gian ở trên da của mình thì râu nó lên cái xu hướng hơi xanh xanh hồng hồng, và mình khá thích cái nét này. Và mình nghĩ rằng là với các chị em ấy, thì về cơ bản là các chị em được quyền xài những cái mùi nó dày dặn hơn và nó nồng nàn hơn, về bay mùi kiểu trái cây nó cũng sẽ bùng nổ hơn, hoặc là citrus thì nó có phần ngọt hơn, hay là những cái mùi mùa đông thì nó cũng sẽ có xu hướng là dày hơn so với các anh em. Thì con râu của Anharaman là một trong những con mà các chị em hoàn toàn có thể mua để sử dụng vào mùa hè được. Tại vì nếu như mà không nhất thiết là dãi mưa dãi nắng ở ngoài cái nhiệt độ Hà Nội tầm 40 độ thì không xịt được, còn loanh quanh tầm 35 độ thì các bạn nữ hoàn toàn có thể mặc khoảng tầm 2 đến 3 xịt mùi hương này ở trên da là đã đủ lưu cả ngày rồi. Đó là một cái đổi lại, đó là mùi hương hiệu năng không quá tốt, mùi hương có xu hướng mỏng hơn nhưng lại xài được tốt vào mùa hè. Đó là cái sự tinh tế, đó là cái sự trải nghiệm. Nếu như mà các bạn biết cách lựa chọn mùi hương phù hợp thì các bạn vẫn có thể mặc được những cái mùi hương rất rất đẹp ra ngoài trời nắng, hoặc là các bạn mặc những cái mùi khác vào những ngày mùa đông. Chỉ đơn giản là nếu như chúng ta có ít lựa chọn thì chúng ta hãy tinh tế, hãy linh hoạt hơn bằng cái cách là điều chỉnh nồng độ, cũng như là hiểu mình đang có những mùi hương gì, thì các bạn sẽ có được một cái lựa chọn tốt nhất và lúc nào cũng tự tin nhất mỗi khi ra đường mà không gây khó chịu cho ai cả. Và một phần nữa mà mình muốn nói đó là mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách nào, có thể xem Delina để có thể nắm được rõ hơn. Còn nếu mà đơn giản thì mình nghĩ rằng em râu của Anharaman Laventry thì các bạn có thể dành cho những bạn nữ có xu hướng mặc những cái váy dài xòe xòe, hơi bánh bèo một tí, không nên nỗi là kiểu yểu điệu quá, mà cái mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nữ kiểu năng động này, bánh bèo, tiểu thư, là các bạn hoàn toàn có thể xài được. Và độ tuổi thì mình nghĩ là loanh quanh khoảng tầm 18 cho đến 25 tuổi là hoàn toàn có thể mặc được cái mùi hương này. Thậm chí rằng mình đánh giá con râu của Anharaman còn có xu hướng là cái độ tuổi dùng mùi nó còn trẻ hơn, và nó không bị kiểu quá là dày hay là kiểu quá là sang trọng, trang trọng quá vào những cái thời điểm thích hợp, hay là phải ăn mặc như thế nào để phù hợp với những cái mùi hương như là con Delina. Còn với Anharaman thì chỉ đơn giản là bạn thấy bạn là một cô gái có phần tiểu thư, thích mặc váy có phong cách kiểu nhẹ nhàng, thì các bạn có thể mặc được mùi hương này ra đường vào những ngày hè để đi chụp ảnh, đi chơi với người yêu. Đặc biệt là với những cái buổi tối trời mát mát có tí gió thì Anharaman Row làm khá tốt nhiệm vụ của nó và toát lên được cái phong cách mà bạn mong muốn. Và cái yếu tố cuối cùng đó là với một cái mức giá rẻ như vậy thì đây có phải là một cái lựa chọn tốt hay không, thì xin phép được nói rằng tốt. Nếu như mùi nó nồng hơn, nó không xài được quá nhiều dịp, tại vì về cơ bản thì thời tiết ở
Hà Nội, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hay là kể cả miền Trung, cái thời tiết nắng nóng nó kéo dài hơn và nó chiếm đa số cái tháng ở trong năm. Nhưng với cái lựa chọn của Râu này mình đánh giá khá ổn, và chắc chắn một điều rằng nó sẽ xuất hiện ở trong list nước hoa mùa hè giá rẻ năm 2023. Và đây sẽ là một cái video để nếu như các bạn nào xem được cái video kia mà nó dài quá, các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn, thì đây cái video này sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn rõ rệt hơn về Râu của Laventry Anharama. Và một cái mức giá mình nghĩ rằng là quá rẻ đi, thì em này có thể hoàn toàn mua Blind Buy cũng được. Một chai rất to như thế này, thậm chí là cái thiết kế nếu mà nó nữ tính hơn thì thậm chí là chấm điểm cao hơn. Nhưng mà nếu như chị em có xu hướng thích mang nước hoa đi mà kể kiểu phòng thân ấy, thì các chị em có thể cầm cái nước hoa này, các chị em ném. Mình nói thật là với cái ở ngoài là một cái vỏ nhựa như này, ở trong mới là một lớp thủy tinh thì nó bảo vệ rất chắc chắn. Ném kiểu gì cũng bửa đầu mấy cái thằng bạn ghét hay là mấy cái con mà đang có ý định là nhằm nhè người yêu của các bạn. Tuyệt vời. Đấy, thiết kế thì cá nhân tôi thấy không nữ tính lắm, kiểu nó hơi nửa vời. Còn nếu như bạn đã sử dụng qua một vài con nào của nhà Anharama, đặc biệt là cái line Laventry này, hay là các bạn có nhu cầu mình review những con gì, thì rất mong các bạn có thể bình luận nhu cầu của các bạn ở bên dưới, hoặc là đã dùng qua thì chia sẻ cảm nhận nhé, để cho mọi người có nhiều góc nhìn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.